Ok các ơi, thì tôi thấy nó có vẻ không hoạt động được cho lắm anh em ạ. Tôi mất đi một nửa số TNT rồi nhưng mà thấy nó có vẻ không hoạt động được cho lắm. Nên là tôi vừa mới lên trên mạng để tôi xem thử xem còn cách nào không. Thì nó cũng còn một cách nữa. Nó cũng không có tốn nhiều TNT lắm đâu và nó không có mất nhiều thời gian xây đấy. Cái này là cái cổng mà trước của tôi xây tôi xuống ấy hả. Nên là anh em đừng có lo. Chúc mà không có đục lưỡi cục ở đây này. Mà cái cục mà mình vừa đứng lên đâu ấy nhở? Thì ở đây đúng không? Đây đây đây, là cục này ha. À, chắc mình không không xuống là mình có cái cổng ấy. Anh em đừng có lo. Đặt một cái vào đây này. Đặt một cái vào đây này. Đặt một cục vào đây. Đặt vào đây. TNT vào đây. Chắp đo vào đây. Hả? Không anh em ạ. Chắp đo phải lên trên này này. Đấy, nó sẽ lên trên này và đẩy mình xuống. Ok các em, thì bây giờ kế hoạch là như thế này. Ấn bom này. Sau đó từ từ phải ngồi xuống trước. Sau đó mình ấn bom này. Và sau đó thì mình lùi qua cái bên này và mình nhìn vào cái bên này các em ạ. Đó, và nếu mà theo như video thì là nó sẽ mở ra cái cổng ở bên dưới cho mình đấy. Thì nó sẽ là mất đi cái cục bedrock thì nó ở dưới cái tấm piston này. Đấy, nhưng mà tôi không biết là nó có hoạt động không ha. Tôi mong là nó có thể hoạt động theo đúng những gì video chỉ anh em nhỉ. Thử cái nào. Em qua đây mình nhìn đây này. Boom. Chả được cái quái này các bạn. Video dạy chán vậy. Chả được cái quái gì. Thực ra mà mấy cái video mà tôi xem toàn là mấy video từ 7-8 tháng trước rồi anh em ạ. Chứ tôi chả thấy nó có mấy cái video mà nó ra mới hiện giờ. Kiểu là một tuần trước hay là 3 tuần trước gì đó ấy. Toàn là 7-8 tháng trước rồi. Thử lại phát nào. Hay chúng ta qua bên này và chúng ta nhìn vào cái này này. Được cái gì không? Chả được cái gì các bạn. Chả được cái gì. Chắc là tôi lên mạng tôi xem thử xem còn vài cách nó không em ạ. Ok game. Thì tôi vừa mới lên rồi tôi xem rồi. Thì nó có một cái nữa đó là như thế này. Cái lúc mà họ nằm xuống đây ấy, là tay họ cầm theo một cái piston khác cơ. Nên là tôi sẽ thử làm một cái piston khác. Mà tôi chả hiểu là cái craft table của tôi đâu rồi ha. Chắc là nó nổ to quá, nó nổ hỏng cả cái craft table của tôi rồi. Để tôi làm cái mới. Ôi chết cha rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có cái piston mà đúng không? Bây giờ thì tôi làm gì có cái redstone để mà tôi làm cái piston. Nên là tôi nghĩ là bây giờ là tôi sẽ phải về nhà một chút đây các bạn. Tôi sẽ đi cổng này tôi về nhà. Và tôi mang cái redstone qua. Rồi anh em thì tôi về nhà ở đây. Vừa về nhà đã nhìn thấy Zom. Zom vẫn còn rất là vui vẻ anh em ạ. Yêu đời lắm đấy. Hàng ngày chăm sóc lúa cho tôi. Zom nhỉ. Ok các em ạ. Thì khi mà tôi đi vào cái cổng ở bên trên ấy là nó đưa tôi về cái cổng này luôn. Khá là nhanh, thế nên là tôi chả cần phải chạy từ đằng xa kia qua đây luôn ấy. Khá là nhanh. À, bây giờ chúng ta sẽ lại đi vào trong cổng và chúng ta sẽ chạy lại cái chỗ bên trên và lại nhắm ngọc lên thôi. Ủa? Mày đột kích tao. Mày đột kích tao anh em ạ. Ủa? Úi dồi. Cẩn thận chứ không là đi bụi đây các bạn. Sao mà cái chỗ xung quanh nhà tôi nó nguy hiểm thế này? Hình như là trước là mình đi cái bên này đúng không? Trước là tôi đi bên này này. Đây đúng rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi trèo lên bên trên thôi. Bọn Piglin nó đủ tôi xuống em ơi. Bọn Piglin mất dạy các bạn. Nhưng mà thôi, thì nó đông mà, nó đông thì nó có quyền mất dạy thôi chứ giờ mình biết sao mà. Chẳng tránh ra cái anh ấy, cái anh đứng chắn vậy thì em không đi lên được. Được rồi các em ạ, bọn này chúng có chắn đường quá, để tôi xây đường cho đi qua. Đây, đấy, phải xây đường ngay đi qua thôi. Rồi chúng ta sẽ đào lên nào. Đây đây, thì cái chỗ mà trước mà tôi đứng đây. Rồi đấy, đố các anh lên đến đây thật. Đố các anh lên đến đây mà phá đám em. Lên lên rồi đúng câu rồi luôn anh em ạ. Ok, cái lắp table của tôi đâu ấy nhỉ. Đây là một cái này đấy, xong mình đặt nó ra này, xong rồi mình sẽ làm cái piston này đấy. Cái piston là tôi nhớ là nó làm cái này, xong rồi gỗ đâu nhỉ,
Đây. Rồi, chúng ta sẽ có thêm được một cái piston nữa rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ lại làm y như vừa nãy thôi. Để tôi vứt cái ở đây, tôi ăn nốt cái miếng thịt luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm y như vừa nãy thôi anh em ạ. Piston ra. Xong rồi thì TNT. Đặt thế này. Đặt thế này. Đá ra. Đá. Cần gạt ra. Chắp đo. Đặt như vậy. Xong rồi cầm cái piston ra tay các bạn. Đấy, thì họ làm y đối, họ làm y nguyên như này luôn anh em nhá. Đây, họ sẽ bấm cái này này. Đấy, sợ cầm cái piston cái này. Nó nổ hỏng cái piston của tôi luôn rồi anh em ạ. Thằng nào làm quảng, thằng nào làm hướng dẫn trên YouTube đây à, chả hoạt động được cái quái gì anh em ạ. Vô tích sự. Đấy anh em nhá, anh em có thể lấy cái gương của tôi nhá. Đừng bao giờ tin bất cứ một cái gì trên YouTube anh em ạ. Nhá. Nhất là những cái video mà nó ra tầm 7-8 tháng rồi. Đâu nhỉ? Cái chắp đỏ của tôi đâu nhỉ? Để tôi thử lại phát anh em ạ. Để tôi thử lại phát xem là tôi còn đủ nhiều ngọc để tôi thử không. Đấy, chúng ta sẽ phải craft tí gỗ này. Đấy, craft chắp đo này. Tôi không hiểu là tôi mất cái chắp đo kia đâu rồi. Đấy, đặt cái chắp đo vào này. Đấy. Đấy. Ê, nhầm. Cầm cái này tay chứ rồi. Ngồi xuống này. Ấn bom này. Ơi, ngồi xuống ơi. Bắn không được anh em ạ, để tôi thử lại phát cuối nào, bởi vì tôi chỉ còn có 3 quả thôi. Tôi chỉ còn có một phát cuối cùng đấy. Nào. Đặt cái này vào đây, đặt cái này vào đây. Và từ từ anh em ạ. Tôi nhớ là họ có craft một cái loại đá. Đó là họ nung cái đá cobblestone này ra. Họ nung cái đá quậy ra. Thì tôi sẽ thử làm theo như vậy em sao. Tôi cũng thử nung ra. Đấy, sau đó thì chúng ta cùng thử check xem là nó có hoạt động không anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ có một cục nhá. Sau đó là chúng ta sẽ nung cái cục đá ra luôn. Đấy, nó thành cái cục đá mịn này này. Đấy. Rồi mình đặt cục đá mịn này vào giữa. Thì tôi thấy là họ đặt cái cục đá mịn này vào giữa. Thì tôi không biết là cái đá mịn và cái đá cuội thì nó có khác nhau gì không, nó có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà tôi sẽ thử làm đúng y hệt cho họ xem. Đấy. Họ dùng đá mịn đúng không? Dùng đá mịn thì đặt đá mịn. Rồi. Cần gạt đúng không? Cần gạt này. Chắp đo đâu? Đây. Ngồi xuống này. Mở. Ôi. Ngồi xuống mãi đây. Chả được cái quái này các bạn. Chả được cái quái này à. Bởi vì theo tôi thấy họ làm ấy, thì là sau khi mà bom nổ ấy, thì là cái piston ở đây này, là nó cứ phải đứng yên đây cơ, nó không bị nổ. Nhưng mà không hiểu tại sao mà tự nhiên bây giờ cái piston bị nổ. Chắc là bọn nhà sản xuất game nó fake rồi. Nó fake rồi các bạn, nên là mình không có làm như vậy nữa. Ok kệ đi các bạn. Không quan tâm. Từ từ, nhưng mà tôi vẫn nên đặt một cục ở đây nhỉ. Để tôi đánh dấu, sau này nhớ đâu có cách nào khác để mình mở cổng ấy. Có cách nào khác để mình phá cái đá lên thì cứ đánh dấu vào nhỉ. Ok, thì bây giờ thì tôi sẽ xây cái máy farm lợn địa ngục luôn anh em ạ. Nhưng mà trước tiên là tôi cần phải làm cái rương để tôi còn cất đồ ra chứ nhiều đồ quá. Rồi, chúng ta sẽ làm hai cái rương này. Đâu rồi? Đây rồi. Đấy, đặt nó ra. Cất tí đồ không nào. Cất cái đám mịn này đi. Cất TNT này. Cung tên. Bột. Bạc. Gậy. Cần gạt. Thuốc súng. Tên này. Rồi, xong rồi. Ok anh em ạ, thì tôi sẽ xây nó ở đây luôn nha. Không được anh em ạ. Chúng ta phải tìm cái khu rừng đỏ. Mình phải tìm cái vùng mà ở bên dưới cái đá nền này, nó là cái rừng đỏ. Vậy nên bây giờ tôi sẽ đi tìm. Thì tôi có cái ảnh chụp đấy. Tôi có cái ảnh chụp cái vị trí mà trước, cái lúc trước mà tôi đi tìm cái fortress, cái lò này địa ngục ấy, thì tôi có đi qua cái đường đỏ đấy. Tôi có cái ảnh ấy, bây giờ tôi thoát này để xem thử cái ảnh anh em ạ. Sau đó là tôi chạy tới chỗ đấy anh em ạ.
Đây anh em thì như anh em có thể thấy là trên này là nó hiện là cái tọa độ là 11 và 303. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ chạy tới cái tọa độ 11 và 303. Ok. Rồi, chạy thôi anh em. Crimson Forest đâu? Crimson Forest đây rồi. Như anh em phải thấy là tôi đang ở cái vùng Crimson Forest rồi đấy. Đấy thì anh em phải thấy là cái dòng biome ấy, cái dòng biome này là cái dòng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, dòng từ 6 từ dưới lên đấy anh em ạ. Thì nó là ở trên cái dòng ngày đấy. Hiện tại là ngày của tôi là đang ở ngày thứ 121 rồi kìa. Tôi sinh tồn 121 ngày ở trong hardcore rồi. Đấy, biome là đang ở cái vùng Crimson Forest rồi. Đấy, nó màu đỏ này, đấy thì anh em phải thấy cái bụi đỏ ấy, nó đang hiện lên này. Đấy, cho tàn đỏ. Ok. Chúng ta sẽ xây máy farm lợn ở đây. Đấy, thì bây giờ mình muốn xây này. Trước tiên ấy, là mình chụp cái định vị này đã hờ. Chụp cái định vị lại. Đấy, sau này không bị lạc. Ok, thì bây giờ là mình sẽ xây cao lên 4 block này. 1, 2, 3, 4. Mà từ từ có đúng không nhỉ? Để từ từ tôi check cho các bạn hờ. Ok anh em, đúng rồi đấy. 4 block bên dưới này và 1 block 5 ở bên trên. Đó, và chúng mình sẽ xây từ cái block 5. Đấy, chúng mình sẽ mở rộng nó ra thành một hình vuông 13 x 13 anh em ạ. 1, 2, 3, 4 này à, 5 6 7. Ok anh em ạ. Đấy, đợi tí rồi tôi xây nhá. Rồi anh em ơi, tôi đã xây xong rồi đây. Đấy, may là tôi mang khá là nhiều đá. Đấy, sau khi mà chúng ta xây xong thì chúng ta cần có đất anh em ạ. Chết cha rồi mà tôi quên mang đất rồi. Tôi quên mang đất rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 6 đúng không? 7, nếu vậy thì cái ô ở giữa thì là cái ô thứ 7 đúng không? Thì mình phải đặt đất ở cái ô thứ 7 anh em ạ. Đấy thì để tôi thay thế bằng cái đá nether này có được không nhở? Đặt đấm lên được không? Không được à. Bây giờ tôi phải chạy nguyên quãng đường đi về nhà để lấy đất đấy các em ơi. Chúng ta cần có đất để chúng ta đặt vào 4 cái ổ ở đây này. Ok anh em đợi tôi chút nha. Rồi về nhà ở đây các em. Ok anh em, thì anh em có nhìn thấy cái vừa nãy không? Tôi thấy nó khá là lạ anh em ạ. Tôi không hiểu sao mà cái cổng ở trên địa ngục đấy, nó có lúc thì nó đưa tôi về thẳng nhà, mà có lúc cái nó lại đưa tôi nó ra cái cổng ở chỗ này. Khá là lạ. Thì bây giờ thì mình phải chạy thẳng cái phía kia về này. Ô, sao đây nó lại có mèo này ha? Chào em. Chào em mèo. Là đây là em mèo ba màu đấy anh em. Xinh nhở? Khá là xinh. Ê, nhà mình ở ngay đằng trước rồi. Mày chắn đường anh đi về nhà hả? Tao mà đủ tuổi mà chắn đường tôi. Rồi, đi về nhà để lấy tí đất thôi. Tôi thấy em Zom vẫn mạnh khỏe lắm anh em ạ. Vẫn hoạt bát lắm. Chào em nhá, anh hãy đi xây máy farm đây. Chào em. Ok các em ạ, thì nếu mà anh em có thể nhìn thấy thì các em có thể thấy là bò và cừu và các chú lợn nó đang rất là vui vẻ ạ. Bởi vì là khi mà bọn chúng mà nghe thấy được cái tin đó là tôi không hiểu vì sao bằng một cách nào đó mà cái cổng này của tôi nó bị hỏng anh em ạ. What the hell, hay nhở. Sao cái này? Tôi mở lại cổng này tôi vào thử xem nào. Không biết là bây giờ thì nó sẽ đưa tôi tới đâu. À, nó vẫn đưa tôi đi vào chỗ cũ rồi. À, tôi rất lại phải chạy đến chỗ này thôi. Đấy, sau khi các con động vật mà nó nghe thấy là tôi sẽ xây máy farm những anh lợn trong địa ngục chứ không phải là xây máy farm bọn nó, thì bọn nó rất là vui các bạn. Đúng là bọn bắt dạy các bạn. Ok các em, tôi đã lên lại bên trên rồi. Bây giờ tôi sẽ lại phải chạy qua cái chỗ máy farm thôi. Máy farm của tôi đây rồi.
Đấy, bây giờ tôi sẽ lên và tôi xây nốt này. Rồi, chúng ta đặt đất vào 5 cái ô này và chúng ta đặt cái nấm kỳ dị vào là được. Anh em biết tại sao mà chúng ta phải có cái nấm kỳ dị này không? Đấy, bởi vì giống như là lúc đầu tôi đã nói ở đầu video ấy, đó là bọn lợn địa ngục chúng nó rất là sợ cái nấm kỳ dị. Đấy, thế nên là khi mình đặt nó vào này này thì bọn nó sẽ bị lùa. Bọn nó bị lùa và chúng nó chạy hết về cái phía này. Đó, thì mình đã xây cái máy farm của mình nó ở phía này. Nhưng mà bây giờ chúng mình phải đặt đuốc anh em ạ. Nhưng mà tôi quên mất cái cách đặt đuốc rồi. Nên là giờ tôi sẽ phải lên mạng tôi xem lại. Ok game, thì sau khi mà mình đã đặt được hết nấm cái này rồi, bây giờ là mình cần đặt đuốc anh em ạ. Một này, hai đấy, chúng mình sẽ đặt nó cách nhau ra một ô như vậy. À, cứ mỗi cái đều cách nhau ra một ô như vậy. Ok game, thì như anh em có thể thấy đó là tôi lại bị một vấn đề nữa. Đó là vấn đề không có than. Không có đủ than để làm đuốc rồi. Nhưng mà nói chung là anh em đừng có lo. Tại vì là than ấy là mình kiếm dễ. Nói chung là tôi pro nên tôi cũng biết nhiều cách kiếm. Anh em đừng có lo. Đây, mình muốn kiếm than đầu tiên mình làm lò nung. Đấy, xong mình nung cái thân cây lên thì nó ra được cái than gỗ. Đấy, bây giờ mình đã nung thân cây lên. Thông minh mà anh em, tôi nói với anh em tôi thông minh mà. Anh em không tin tôi. Rồi anh em ạ, à, tôi xong rồi đây. Đấy, anh em có thể thấy là nó khá là đẹp đúng không? À, nó khá là đẹp. Nhưng mà tôi phải thông báo với anh em một tin mà tôi không biết là tôi nên vui hay tôi nên buồn. Đó là cái máy farm này là tôi học từ một YouTuber trên mạng anh em ạ. Và tôi mong là nó hoạt động được. Nó đừng như là cái quả bom như vừa nãy nữa. Tôi đã quá mệt rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì sau khi tới đây này, chúng ta sẽ xây nó mở rộng ra như này. Đó, hai cục qua bên này. Và hai cục cũng qua bên này này. Đấy. Ok, thì sau khi mà mình tới đây ấy thì tôi quên mất cách xây rồi. Để từ từ tôi thoát ra tôi xem cách xây anh em nhá. Ok anh em, thì tôi vừa mới xem xong rồi. Đó là đầu tiên chúng ta cần phải làm một chút hàng rào anh em ạ. Chúng ta phải để cái hàng rào lên trên cái nấm. Đấy, khá là hay. Nó hơi vô lý tí nhưng mà làm được anh em ạ. Đấy, đặt lên như vậy là tôi không biết là nó để làm gì, nhưng mà tôi nghĩ là để cho bọn lợn chúng nó không chạy được đấy. Thì kiểu chúng nó cố tông cái nấm ấy, nhưng mà chúng nó sẽ không hút được cái nấm, bởi vì là cái nấm nó có cái hàng rào bên trên chắn. Đó, sau khi mình tới đây này thì mình sẽ dùng đến cục đất. Đó, mình dùng đến cục đất xong mình sẽ xây cái này. Ba ô anh các bạn. Đấy, ba ô như vậy. Ba ô như này là để chốc nữa mình dùng cái chắp đo. Mình dùng cái chắp đo rồi mình đặt nó vào. Đâu rồi, bây giờ thì tôi cần phải làm chắp đo anh em ạ. Thì làm cái này là sẽ hơi tốn. Sẽ hơi tốn gỗ. Đấy, đấy. Cửa sập. Rồi, để đặt tôi vào đây này. Ba cái vào đây và ba cái vào đây. Đó, xong đóng nó vào này. Xong lại ba cái vào đây nữa anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ làm như vậy. Tới đây là chúng ta sẽ cần áp. Chúng ta cần áp thêm cái tấm slab. Đây, chúng ta sẽ có hai tấm slab chúng ta áp vào đây này. Ôi, nhầm rồi. Ở bên trên đỉnh đầu. Đấy. Đào cái này đi. Tôi không có xẻng, tôi làm cái xẻng luôn. Đấy, chúng ta làm cái xẻng và chúng ta đào cái đống đất đi. Xong rồi đấy anh em ạ. Đấy, đào cái đống đất đi được rồi đấy. Ok, thì sau khi mình đã đào được cái đống đất đi rồi, bây giờ là mình sẽ cần thêm một tấm slab. Mình cần thêm 3 tấm là mình đặt nó vào đây này. Đấy, mình đặt nó vào đằng sau. Sau đó là mình xây kéo dài cái này xuống anh em ạ. Xây kéo dài xuống 2 block. 1, 2. 1, 2 đấy. 1 này, 2, á. Phá cái này đi. Kéo dài xuống là cái chỗ này là để cho bọn lợn chúng con rơi xuống đấy. Chúng ta sẽ chạy ở phía này mà chúng ta bị rơi xuống đây. Đấy. Xong rồi ở bên dưới này chúng ta sẽ xây cái rương anh em ạ. Xây cái rương thì tôi phải lên kia để tôi lấy cái craft table của tôi.
Rồi, chúng ta sẽ làm mà bao nhiêu cái rương nhỉ? Chúng ta sẽ làm 4 cái đi nhỉ? 4 cái là đủ đấy anh em ạ. Đấy, 4 cái rương. 4 cái rương thì chúng ta sẽ đặt nó như thế này. Đây đúng không? Rơi vào đây. Nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải làm cái hopper nữa. Đó. Cái hopper để nó đẩy, để nó chảy đồ vào trong cái của chúng ta đấy. À, cái hopper chúng ta sẽ để như này này. Đấy, à, chúng ta ơ. À đây 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 đây. À, nhầm. Chúng ta làm bao nhiêu cái nhỉ? 6 cái đây các bạn, chúng ta cần phải làm 6 cái đấy. Thì nếu vậy là mình lại phải cần thêm mấy rồi, nếu vậy là mình lại phải cần thêm thêm rương rồi. Chết cha, này là mình không có đủ rương ấy thôi. Chết cha rồi, cái này là mình thiếu gỗ rồi. Vì sao mình thiếu gỗ đúng một tí này? Ok các em ạ. Thì tôi có giải pháp rồi. Tôi có giải pháp rồi nhưng mà tôi thật là nó hơi cồng cành. Hơi cồng cành. Đó là anh em có nhớ là ở cái chỗ cổng của tôi là nó có một cái rương không? Nên là bây giờ tôi sẽ chạy tới chỗ đó và tôi lấy cái rương đi. Thôi, rương đợi anh nhá. Đây anh em, tôi đã về lại cổng của tôi ở đây. Bây giờ tôi sẽ phá cái rương này đi. À, ui ngon quá, ở đây tôi có hai cái rương luôn. Tốt quá. Tuyệt. Có gì không? À, có gì có ích không? Không có gì có ích cả. Nếu vậy, à đây, nếu vậy thì mình phá một cái rương thôi. Mình để một cái rương để cho nó còn đựng đồ chứ đúng không ấy. Chứ không thì nó phí cái đống đồ này của mình lắm. Ok các em ạ. Đấy, hiện tại là tôi chỉ có một cái rương thôi. À, có ba cái rương là đủ rồi. Hai cái rương là mình làm thêm hai copper, xong một cái rương là để mình đựng thịt là được rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái chỗ máy farm. Đây các em ơi, cái máy farm của tôi đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ craft thêm hai cái copper nữa là được này. Đấy, craft nào. Hopper, hopper là phễu đấy. Phễu. Hai cái nữa, được rồi, ôi đủ rồi các em ơi. Quá ngon, quá ngon. À, chúng ta sẽ đặt một cái ở đây này. Đấy, đặt hai cái ở đây. Đấy, xong rồi mình sẽ có hopper, mình đặt thế này này. Đấy, mình đặt thế này để cho chúng nó chỉ vào nhau anh em ạ. Chúng nó chỉ vào nhau như thế này là ok đấy. À, và chỉ đúng một hướng thôi. Nó chỉ đúng về một cái rương này. À, cái đầu nó chỉ đúng về một cái. Đặt cái rương ra. Rồi. À, hơi nhỏ. Á à, trời, mình không mở được cái này à? À, không mở được cái này à? Đây đây đây, tôi có cách rồi, tôi có cách rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ đặt cái rương này. Nếu vậy tôi đặt cái hopper này, nó chiếu xuống dưới các bạn. Đặt cái rương xuống. Đây chứ. Ô này chứ, ô này đúng không? Đúng rồi. Đặt cái rương xuống, đấy. Nó chảy đồ, nó chảy đúng vào cái rương này của mình. Đấy, mình mở được cái rương luôn. Ok các em. Cũng sắp xong rồi đấy. Sắp xong rồi đấy các bạn. Rồi, bây giờ là mình chỉ cần xử lý nốt cái chỗ này thôi. Thì mình cần phải xây cao lên đây hai block này. Đó, xây lên đây cũng cao hai block này. Đấy, xong rồi phá cục cái đi này. Rồi thì chỗ đằng sau này thì cũng cần phải có hai ô này. Hai ô ở đây này á. Bên này cũng cần hai ô này. Thôi được rồi, cho ba ô đi cho nó an toàn nữa. Rồi. Và bây giờ là chúng ta còn cần một cái cuối cùng anh em ạ. Có đúng là cuối cùng không ấy nhỉ? Đúng rồi. Đó là chúng ta cần làm chắp đo và chúng ta đặt nó xuống bên dưới cái bề mặt bên dưới này. Ui chết cha rồi. Tôi không còn đủ gỗ để tôi làm chắp đo rồi. Bây giờ là tôi phải đi xuống bên ngoài thế giới thực để tôi lấy gỗ rồi anh em ơi. Ok anh em. Thì tôi đã xây một cái cầu thang ở trên cái thân cây. Tôi đào cây đi để nó thành hình cầu thang đấy. Đấy. Đi lên. Đấy. Đặt cái tấm. À đây đây. Đặt cái tấm thân cây vào luôn nhỉ. À mà thôi. Mình đã thiếu thân cây mà. Đặt tấm đất đi. Đấy. Chốc lại thiếu thân cây nữa là đau lắm. Đây mình phá vào cái ô này ra này. Mình phá ra để mình đi lên được này. Đấy. Tôi đã có một cái cầu thang cây rất là xịn sò. Ok, tôi đã đào được một chút
gỗ rồi, bây giờ tôi sẽ chạy lại cái chỗ cổng của mình anh em ạ. Chạy lại đến cái chỗ máy farm ha. Ok anh em ơi, tôi đã tới ở đây. Đó, vừa nay cái lúc mà tôi đi được lên trên cái tầng bedrock ấy, tôi mới nhận ra có một vấn đề anh em ạ. Đó là tôi không có ngọc ender. Thế là tôi không qua được anh em ạ. Cái lúc ấy là tôi khá là hoảng. Khá là hoảng vì tôi cũng không có mang vàng để tôi vứt cho mấy anh Picklin mà. Thế là tôi chạy xuống dưới và may mắn là tôi tìm được một anh ender anh em ạ. Tôi kêu anh luôn rồi à. May quá lại anh có ngọc ender cho tôi anh em ạ. May quá. Trời cho đây anh em. Ok thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái chắp đo nào. Sắp xong rồi. Sắp được giải thoát rồi anh em ạ. Tôi sắp được giải thoát rồi. Cái tập này là nó tốn rất là nhiều thời gian của tôi anh em nhá. Nên là nếu mà anh em đã xem đến tận đây thì anh em hãy đăng ký kênh hộ cho tôi nhá. Tôi nói vậy thôi chứ thực ra là tôi biết thừa là nếu mà ai mà không quý tôi thì không xem đến tận đây đâu hả. Cực kỳ cảm ơn nhé anh em nào mà xem đến tận đây nhá. Yêu anh em rất là nhiều luôn á. Ok, chúng ta đã đặt cái Solava ở đấy. Xong rồi đấy các bạn. Xong rồi. Xong hết rồi, bây giờ là không còn một cái gì anh em ạ. Thực ra là còn một cái các bạn. Còn một cái thì đó là mình sẽ đặt một cục ở đây. Đặt một cái ở đây này. Đúng không? Để từ tôi lên mạng xem thử anh em ạ. Ok các em, thì tôi đã xây thêm 3 tấm slab ở đây đấy. Đó, 3 tấm slab này là nó sẽ làm cho bọn lợn chúng nó nghĩ là chúng nó sẽ đi qua được. Đấy. Và chúng nó sẽ lao thẳng xuống dưới lava. Ok thì bây giờ thì mình đặt nốt 4 cái hàng rào vào đây nữa là xong anh em ạ. Đấy, chắc chắn về game ở đây là bước cuối cùng. Cái này là bước cuối cùng là bước này xong đấy ha. Rồi. Xong rồi. Thì bây giờ ấy chúng ta còn phải xây thêm cái điểm để chúng ta đứng AFK nữa. Đó. Thì xây cái điểm này là mình sẽ xây lên khá cao đấy anh em. Xây lên khá cao đấy. Ok anh em ơi, tôi đã xây thẳng đứng lên trên cao ở đây. Đây tôi bật F3 cho anh em xem đây. Anh em nhìn thấy cái tọa độ của cái Y không? Tôi đang ở tầng thứ 229. Khá là cao đấy anh em ạ. Thì trong video nó hướng dẫn đó là mình phải đứng ở tầng này. Thì bên dưới bọn Hoglin nó mới spawn này. Rồi thì nó mới farm đấy các em ạ. Nên là tôi sẽ đứng ở đây tầm 30 phút. Tầm 20 cho đến 30 phút. Để tôi xem thử xem thế nào anh em ạ. Ok các em ạ. Ok các em ạ. Thì tôi nghĩ là cũng được tầm 30 phút kể từ lúc tôi đứng AFK ở đấy. Bây giờ tôi sẽ đào xuống thôi.
Đấy thì tôi phải nói thật với anh em là tôi không có đủ thang. Vậy nên là tôi phải xây lên mà tôi đào xuống. Bởi vì nãy đáng ra là tôi nên chạy về để tôi làm thêm thang rồi tôi đến đây, nhưng mà tôi lười quá nên là tôi xây lên luôn thôi. Đấy, giờ đào xuống và check thử cái rương xem là nó có farm được cái gì không anh em ạ. Tới chưa? Ái chạy lợn kìa. Đi vào đây này các anh. Ơ vì sao chúng nó không đi vào trong cái chỗ lava? À có kìa. Nó có con nó vào, nó có con nhưng nó không vào anh em ạ. Hóa ra cái máy farm này nó vẫn bị lỗ hổng anh em ạ. Có con thì nó thoát ra được, còn có con thì nó vào. Đấy có vài con nó thoát ra anh em ạ. Thế cũng nguy hiểm nhờ, này chẳng may nó đánh mình. Cái xẻng của tôi đâu rồi? Rồi để tôi check thử cái rương thử xem là tầm 30 phút thì nó farm được bao nhiêu anh em ạ. Đừng có hút em canh lợn nhá. Úi dồi ôi, chắc phải cho xuống cho xử các anh em lợn anh em ạ. Ủa nó cao quá, nó to quá hả? Ố ố gì vậy? What the hell? Lợn lợn tự hy sinh anh em ạ. Úi dồi, anh em nhìn thấy chưa? Úi dồi ôi, anh em thấy máy pha một tí hiệu quả chưa? Ui tôi hạnh phúc quá anh em ạ, thật tôi khóc luôn đấy thật. Ui ôi, farm ra rồi thì farm thịt heo quá ngon anh em ạ. Ui rồi tuyệt quá luôn anh em ạ, không bao giờ bị chết đói anh em nhá. Quá được, quá được. Ok anh em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là. Ôi chết chết rồi, ôi ôi có lợn, ôi ôi trời trời. Thay em anh lợn đấy. Thay em. Ủa để tao đôi nó luôn. Mày qua đây. Mày qua đây. Ủa nó chơi hèn với tôi các bạn. Nó đánh thì rồi thì nó lùi biết ngay chứ. Từ từ anh cơ. Chạy. Rồi. Mày nó khỏe quá anh em ạ, từ tôi ăn cái đã chứ không là tôi đi bụi đấy. Nào đi vào đây mày. Mày ủa úi rồi ôi úi rồi ôi từ à đây ạ. Khiên mày này đấy. Này thì ai chẳng chết cái láo với tôi ạ. Để tôi phá mấy cái chỗ xung quanh đi, vì tôi nghĩ chắc là tại các chỗ xung quanh ấy nên là chúng nó mới bị tuột xuống bên dưới đấy. Thì nếu mà không có mấy chỗ xung quanh chắc là không sao đâu. Em chào anh bị kẹt à? Anh bị kẹt à anh? Anh bị kẹt. Ôi trời ơi, nó xuống rồi anh ạ. Không sao. Úi rồi. Úi rồi ôi. Ủa. Chết đi. Láo này. Rồi anh em ạ. Đấy, tôi xử nó con này tôi xong rồi đấy. Đấy, xong rồi anh em ạ. Đấy, tôi phá cột thì đi để cho chúng nó không có spawn ra các cái chỗ bên ngoài được. Ok anh em, hoàn chỉnh máy farm rồi. Ok anh em, tập hôm nay tới đây thôi nhá. Tập hôm nay là tôi mất rất là nhiều thời gian để tôi làm luôn anh em ạ. Rất là nhiều thời gian đấy. Nên là anh em nếu mà có lòng tốt thì hãy chia sẻ video hộ tôi với nhá. Ok, cực kỳ cảm ơn anh em đã xem đến tận đây. Hẹn gặp lại anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều.